Xin chào tất cả các bác, các anh chị em đam mê câu cá. Hôm nay em tiếp tục lên cho các bác các mẫu cần, câu lục, câu lăng xê, giá bình dân, các anh em giá bình dân dưới 1,5 triệu, từ 500 ngàn cho đến 1.350.000. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình, số điện thoại để dưới video, địa chỉ để dưới video nhé. Vấn đề thứ hai nữa là em thông báo là cần Daiwa Pride Sup chữ đỏ là bên mình hết hàng các bác nhá. Bên em là hết hàng rồi. Đấy, các bác muốn mua cần đấy thì phải đợi nô hàng kế tiếp. Đấy, thì cái này phải phụ thuộc vào đơn hàng nhà máy. Cũng chưa báo về hôm nào sẽ có đợt nô hàng Daiwa Pride Sup chữ đỏ tiếp theo. Đấy. Cây cuối cùng giá 3.150.000 là đã có chủ. Hàng đã đóng gói gửi đi, chuẩn bị gửi đi trong ngày hôm nay. Còn lại thì các bác muốn mua dòng chữ đỏ thì không còn, thì còn dòng chữ đen thôi. Đây qua Pride Sup chữ đen. Với các bác nào mà có tầm 2,5 triệu đổ lại thì các bác có thể liên hệ với em. Đấy. Còn cao hơn chút mà các bác mà không thích nó cứng quá thì có thể lấy Shimano Sup Leader FV425CX. Còn hôm nay thì sẽ giới thiệu cho các bác các mẫu cần câu lục bình dân cho các bác mới tập chơi này. Đấy, hoặc là những bác có điều kiện có kinh tế nó đầu tư vào cái môn chơi này nó hơi eo hẹp thì các bác còn phải đầu tư vào các công việc khác, ví trong các công việc trong cuộc sống gia đình thì các bác có thể chơi những dòng này, nó phù hợp với lại túi tiền của các bác, hay là chất lượng nói chung là cũng dùng được. Vì những hàng này gọi là dùng được chứ không thể nào gọi là dùng rất tốt được, vì nếu tốt thì nó còn nhiều lắm, tốt 5-7 triệu cũng là tốt, 10 triệu cũng là tốt, mà thậm chí 20-30 triệu cũng là tốt. Đấy, gọi là dùng được. Ok, thì thứ nhất là có mẫu SH Discovery, đây là loại rẻ anh em nhé, bản 2019 SH Discovery 425BX, sản xuất ghi là Made in Indonesia, nhưng các bác nên nhớ là hàng này toàn bộ là hàng sản xuất tại Trung Quốc nha. Đấy, em khẳng định luôn là hàng Trung Quốc, nó là nhanh chứ không phải là vòng vo là ủi hàng này nó hàng sản xuất tại Indonesia đấy. Cam kết với các bác đa phần các hàng mà dưới 3 triệu, từ phân khúc mà dưới 3 triệu đa phần thì sản xuất tại Trung Quốc, hoặc là có hàng thì sản xuất tại Đài Loan, đa phần thì là Trung Quốc nhiều. Thì em này có giá là 500.000 anh em nhé. Cần SH Discovery 425BX có giá là 500.000. Đối các bác mới tập câu này là ok rồi. Đấy, giá 500.000 cây. Còn sang bên này chúng ta có cần SH Discovery, cũng vẫn là cần SH rẻ 4m50BX. Đấy, em này có giá là 530.000 anh em nhé. Giá 530.000. Nhiều bác cứ bảo là review trọng tải của cần, thì mình nói thẳng là chắc các cần này có thể tải cá dưới 20 cân đổ lại, nhưng là tùy người câu. Đấy, đấy là mức tối đa nó làm được, nhưng đối với rơi vào tay của bác lão luyện. Còn thông thường thì với những cần rẻ rẻ như này thì anh em tải cá khoảng tầm 10 cân 15 cân đổ lại. Đấy, đối các bác tay to thì khi câu cũng phải chú ý, vì tay to thì các bác phang rất là mạnh, những cần này nó hay bị gãy ngọn nếu khi các bác phang quá mạnh. Còn các bác câu bình thường thì thoải mái mà, có phải ai cũng tay to đâu, chỉ một vài bác là tay rất là trâu bò. Đấy, thì em này giá 530.000 nha. Đấy, còn xuất xứ mình nói thẳng anh em nhá, đây là hàng chủ yếu sản xuất tại Trung Quốc hoặc là có Đài Loan, một vài mẫu có thể sản xuất tại Đài Loan, còn đa phần là Trung Quốc. Chuyện làm sao anh em phải năn tăn cái hàng ở dưới phân khúc dưới 1,5 triệu thì chủ yếu là hàng Trung Quốc và thỉnh thoảng có một vài mẫu Đài Loan thôi. Đấy. Còn muốn hàng chính hãng thì nó phải là hàng bãi. Hàng bãi thì nó độ cứng nó lại không cao. Đối với phân khúc mà dưới 1,5 triệu thì thỉnh thoảng mới kiếm một con cứng thôi. Đa phần hàng bãi chỉ đánh được đầu cần là chủ yếu. Đây,
Con này là con gamma B. Đấy, gamma B. Đấy, carbon cũng xoắn tít lò ghê chết này được anh em này. Đấy, carbon này. Xoắn tít này, tất cả cần này đều cần carbon mà. Nhưng hàm lượng carbon bao nhiêu hàm lượng carbon xịn này, hàm lượng carbon rẻ tiền thôi. Đấy cũng ghi ta carbon ta 98% này. Cây này là cây gamma B Super Pro BXT 30-420. Cái này có giá 570 ngàn nhá. Đấy, có giá 570 ngàn. Đấy, Gamma B Super Pro BX 30-420 giá 570 ngàn. Tiếp về đến em Shimano Summitder 360 AX dài 3,6 m, giá là 600 ngàn anh em nhé, 600 ngàn. Ở đây thì các mẫu cần này chủ yếu là khoen thường loại đẹp thôi. Đây là khoen thường, gọi là khoen thường loại đẹp rồi, sứ nó dày, đá nó dày. Đấy, pad thì pad Hesi hoặc Jinbo. Đấy. Đấy, pad Hesi hoặc Jinbo. Đấy, nhiều loại pad lắm. Em này là Submitter 3,6 m AX Shimano giá 600 anh em nhá. Dòng này anh em có thể đánh cả ba tiêu được này, đánh ba tiêu này, đánh năng C này, cầu lục đều được, nó cứng. Thế còn đây là mẫu tiếp theo là Shimano Summitder 39AX, cần này có giá là 650 ngàn. Đấy, 650 ngàn, nó không khác gì con 36 cả, mỗi tội độ dài hơn thôi, nó có độ dài hơn. Cần này là 650 ngàn nhé. Còn bên này là mẫu Shimano. Đấy. Đây là Shimrano, Shimano. Đây. Đây. Đấy, Shimano. Đây, Submitter FV 420 BXT. Mẫu này mẫu mới đưa về. Pathesi. Khoen thường loại đẹp. Đấy, khoen thường là đẹp này. Giá này là 750 ngàn anh em nhé, 750 ngàn. Giá là 750 ngàn nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ này. Đấy. Giá là 750 ngàn. Đấy. Shimano Submitter FV 420 BXT 750 ngàn. Còn bên này ta có một cây SH đẹp, chỉ còn độ dài 450. Bát đề rui SH Discovery 4m50. Đây là SH đẹp anh em nhé. Đấy, đây là hàng đẹp đây. Giá là 800 ngàn anh em nhé, 800 ngàn. Độ cứng BXT dài 4m50, SH đẹp. Giá là 800 ngàn. Còn sang đây là mẫu cần huyền thoại của anh em đây. Supiler. Đấy. Độ cứng 35, 4m20. Carbon xoắn, tít lừ. Gióng tương đối nhỏ, dày, cứng cáp. Khoen thường loại đẹp. Dòng này là dòng châu bò mà. Một thời nó gọi là dòng cần huyền thoại. Mà bát là Casi SC7. Em này có giá là 850 ngàn anh em nhé. Dòng Supiler 35-420 này có giá là 850 ngàn. Loại này loại gọi là lồi đồng cối đá huyền thoại. 850 ngàn. Tiếp tục bên này chúng ta có mẫu cần 4m50 là bia 4m50. Ghi là sản xuất tại Malaysia, nhưng anh em nên nhớ là hàng Trung Quốc nha. Sản xuất tại Trung Quốc. Đấy,
bát Zinbo S7. Khoen khoen thường màu đen cao cấp, màu xám đen cao cấp. Đấy, hàng này là xứ cao hơn mấy hàng kia rồi. Đấy, giá của em nó là đây. Bia 450, giá là 900.000 anh em nhé. Giá là 900.000. Bia 450 giá là 900.000. Anh em nào có nhu cầu liên hệ. Đấy, trên thông số gần thì ghi là carbon 99% này. Đấy, xuất tại Malaysia, kinh quá. Made in Malaysia. Giá 900.000 nha anh em nha. Nói chung là câu rất là ổn. Cuối cùng là mẫu Shimano. Shimano Summiter FV450 BXT. Đấy. Mẫu này thì Pat Fuji, Khuen Fuji. Pat Fuji, Khuen Fuji. Tuy nhiên mẫu này vẫn được sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Anh em nên nhớ là như vậy. Đấy. Em này có giá là 1.350.000. Shimano Summiter FV450 BXT. Pat Fuji, Khuen Fuji. Đây là phân khúc cao nhất dưới 1,5 triệu mà em đang có. Nói chung đánh những dòng này rất là ổn. Với tầm tiền mà các bác có tiền như này đánh là ok rồi. Tương đối là ổn. Đặc biệt là các bác mới tập câu, hoặc là những bác mà điều kiện kinh tế nó không cho phép, mình đánh cần quá cao thì dùng những dòng này các bác có thể đánh cá, tải cá dưới 20 cân ok, thoải mái rồi. Đấy, dòng thoải mái, không phải suy nghĩ gì cả. Giá là 1.350.000 anh em nhé. Ở đấy là một số mẫu cần lục, hoặc các bác câu đang xê và câu ba tiêu. Đấy. Giá từ 500.000 cho đến 1.350.000. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với em. Số điện thoại em để dưới video này. Đấy, địa chỉ em để dưới video nhé. Chào tất cả các bác.